Kamen Rider Raya, kẻ sở hữu bộ bài nằm ở vị trí thứ 6. Tấm cạc làm nên thương hiệu của anh không phải là cọng roi được tạo ra từ Win Van để tét vào mông của Kamen Guy, mà đến từ tấm cạc Copy Van. Nó khả năng copy lại những vũ khí của những rider khác sở hữu, tạo nên lợi thế cho anh ta trong việc chiến đấu. Điểm yếu lớn nhất của nó có lẽ là đến từ việc copy chứ không phải là lấy cấp vũ khí giống như Steel Van, nên việc kẻ thù có vũ khí của mình cũng là một điều bất lợi. Đó cũng dẫn tới điểm yếu thứ hai của anh, liệu anh có khả năng sử dụng tốt vũ khí mà anh lấy từ kẻ thù hay không, và vũ khí đó liệu có phải là vũ khí mạnh hay không. Như lần anh lấy sức mạnh từ Strike Van của Kaoru Ryuki, là một trong những Tri-Van cực kỳ mạnh, nhưng anh hoàn toàn cũng chả tạo được con rồng của Ryuki mà lại phải sử dụng chung rồng với anh ấy. Nếu anh ấy đang chiến đấu cùng với Ryuki thì đây là một pha cực lõ từ Kamen Rider Raya, vì anh hoàn toàn đã lấy một lá bài hết sức vô dụng. Mặc dù lá bài này cũng khá là hay khi trích lõ được kẻ thù, nhưng nó chỉ xứng đáng nằm ở vị trí thứ 6.